Bien. What's this? Ow. Okay. Ah. Ooh. Ow. Ow. Next. This one. Ow. Oh. Ooh. Ow. Oh. Yeah. Ow. Oh. Ow. Next. Ew. A E A A. Hey. Yep. A. I. Next. I. I. This one. I. Oi. This one. Yeah. E. Ear. Yeah. Ear. Yeah. Okay. Past. This one. Yeah. Air. That's right. Last sound. Four. Okay, Phương Ngân. Four. Phương Ngân, one more time. Please Yes. tell me this sound. This sounds. This one. Oh. Ow. 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 Yeah. I do not remember. Oh, yep. Oh, Next. A, A, next. I, Good, next. yes, This one. Oi. I. Oi. Oi. I. Yep. Yeah. Yeah, next. Yeah. L. 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 Okay. Ua. Whoa, that's right. Okay, Phương Ngân, remember this is oi. I. Oi. I. Okay. E. Oi. I. O. U. O. Yep. O. O. Okay. Today we study the last page of pronunciation book. Hôm nay nghiên cứu cái phần trang cuối cùng của sách âm của chúng ta. Đó là các bạn mình mở sách trang số 74 ra. Open your books, page 74. 74. Okay. Chúng ta nhìn vào những cái phần mà được in màu đỏ các bạn. Hot. Hot. Okay. Tom hot. Wanted. Wanted. Watched. 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 Okay. Called. Called. Okay. And begged. Begged. Jumped. Jumped. Các bạn thấy một đặc điểm các từ cô vừa đọc đều có đuôi gì các bạn nhỉ? Có đuôi gì ạ? Chúng ta bật mic. Đi đi. Ok, tất cả các từ cô vừa đọc cho các bạn nghe đều có đuôi ed. Nhưng các bạn có thắc mắc vì sao? Ví dụ từ wanted. Wanted. Vừa đọc là wanted. Nhưng mà từ called. Cũng là đuôi ed nhưng cô lại đọc khác đi các bạn. Called. Called. À, vậy thì chúng ta có cách phát âm đối với những từ có kết thúc và đuôi ed các bạn nhé. Đó. Đuôi ed thì chúng ta đã được làm quen trong kiến thức của lớp 5. Đó là thường là những động từ, những động từ ở thì quá khứ, tức là hành động đã xảy ra đúng không các bạn. Động từ đã xảy ra và có quy tắc chúng ta sẽ thêm đuôi ed vào. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ còn có một số dạng tính từ nữa ạ. Tính từ ở dạng quá khứ phân từ nó kết thúc bằng đuôi ed ạ. Vậy thì tất cả những cái từ mà có kết thúc bằng đuôi ed như thế này chúng ta sẽ có
ba cách phát âm chúng ta nhìn lên trên đầu trang. Đó. Cách thứ nhất ạ là d d d, ví dụ called called. Cách thứ hai là ed ed, ví dụ chúng ta có từ wanted wanted, và từ thứ hai ở trong trang sách này đó là từ needed needed. Và cách phát âm thứ ba của đuôi ed đó là ok, ví dụ watched watched, hopped hopped, jumped jumped, tossed tossed. Ok, vậy tại sao cô lại đọc được như vậy? Khi nào thì sẽ đuôi ed sẽ được phát âm là, khi nào đuôi ed sẽ được phát âm là d, và khi nào đuôi ed sẽ được phát âm là ed? Chúng ta sẽ nghiên cứu một số quy tắc sau. Đây, chúng ta nhìn lên màn hình cho cô. Đấy. Cô có liệt kê cho các bạn một số từ ở trên màn hình này ạ. Chúng ta có nhìn thấy không nhỉ? Đó. Và một đặc điểm chung, tất cả những từ này đều kết thúc là đuôi ed. Ok. Tất cả những từ trên màn hình của cô đều có đuôi ed các bạn. Đấy. Này không có người đi hàng khác thì Đó. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu cách học đến lại rồi. Tom, you're making noise. Hello, Tom. You're making noise, please. Okay. Phát âm đuôi ED. Vậy như các bạn vừa mới nghe cô có hướng dẫn, đó là đuôi ED của chúng ta sẽ có 3 cách phát âm. Cách thứ nhất đó là ed. Đó. Thứ hai đó là, và cách thứ ba của chúng ta đó là d. Đây. Chúng ta tập trung nghe này. Đó. Vậy tại sao cô lại có thể biết được ba cách phát âm như thế này? Các bạn nhìn xem. Trên màn hình của chúng ta có từ wanted. Được chưa ạ? Cô cho vào nhóm này. Các bạn cứ làm theo. Wanted. Tiếp theo đó từ thứ hai từ needed. Needed. Ok. Âm t thì sao ạ? Từ thứ nhất đó là sentenced, bị kết án sentenced. Ok. Từ thứ hai looked. Từ thứ ba laughed or hot hoped. Missed laughed. What? What? Next. Watched. Yeah. Bagged. Bagged. Cried. Teared.
appeared. Okay, three words. Begged, cried, teared. Okay. Đó. Cô đã phân loại xong cái phần từ trên màn hình của chúng ta thành ba nhóm. Đuôi ED ạ. Nhóm thứ nhất, ed. Đuôi ED của chúng ta được phát âm là ed. Chúng ta gồm có hai từ, đó là wanted, needed. Wanted, needed. Đuôi thứ hai, ED được phát âm thứ hai, đó là t. Sentenced, looked, hoped, hoped, missed, laughed, watched, fixed, washed. Và nhóm còn lại, death, begged, cried, teared. Vậy có quy tắc nào không để chúng ta có thể chia thành ba nhóm như thế này, vì mình thấy từ nào cũng kết thúc bằng đuôi ed đúng không ạ? Chắc chắn là có quy tắc rồi và rất là dễ học và dễ nhớ luôn. Chỉ cần chúng ta đã là chịu khó chú ý tỉ mỉ và cẩn thận lắng nghe thôi. Ok, vậy khi nào đuôi ed sẽ được phát âm là ed? Các bạn chú ý, các bạn nhìn vào cái phần cô bôi màu đỏ lên này. Tất cả những từ có kết thúc là từ là chữ T hoặc chữ D, các bạn nhìn từ want và từ need. Đó. Tất cả những từ có kết thúc là TD thì chúng ta sẽ đọc đuôi ED là it. Được chưa ạ? Và cô hay nói là gì ạ? Tiền đâu? Đầu tiên. T và D. Tiền đâu? Đầu tiên. Đó. Thì chúng ta phát âm là đuôi ED. Được chưa ạ? Bạn có thể note ra đây, gọi là cái tip tip để chúng ta nhớ cho nó dễ. Tiền đâu đầu tiên đúng không ạ? Đó. T và D, tất cả những từ có kết thúc bằng đuôi ed mà phía trước đuôi ed á, đó là T và D. Ok, tiền đâu thì chúng ta đọc bằng it. Cô lấy một ví dụ chúng ta nhìn, ví dụ từ handed, hand, giao nộp, các bạn thấy có âm đờ đúng không ạ? Handed, đó. D, handed, handed. Hoặc như là từ expect, mong đợi á, expected, đó. Có kết thúc là T này các bạn, expected, đó. Vậy đều có quy tắc hết các bạn nhé. T, D, tiền đâu. Những từ có kết thúc là T và D, có kết thúc là tiền đâu thì chúng ta sẽ đọc đuôi ED là it. Hai trường hợp, được chưa ạ? Vậy thì khi nào thì những từ có kết thúc bằng đuôi ED mà ED được phát âm là? Vậy ta nhìn trên màn hình cho cô. Số này chúng ta lưu ý này. Đó. Bản thân cái chữ GH này sẽ được phiên âm là âm F này các bạn nhé. Nó sẽ được phiên âm là âm F như thế này cho cô. Laughed. Laughed. Đó. Bản thân cái chữ GH này này. Cô sẽ giúp chúng ta nhận diện bằng mặt chữ viết. Ra thành một câu nói sẽ dễ cho các bạn hơn. Đó. Trong sách thì chúng ta để nhận diện bằng mặt âm nhé. Còn cô để chúng ta nhận diện bằng mặt chữ viết, bằng mẹo nhận diện bằng chữ viết thì sẽ dễ hơn với các bạn đó. Dễ đi vào đầu hơn đó. Đây là gọi là học mẹo thôi. Ok. Vậy thì tất cả những cái từ có kết thúc là CE này, K này, P này. Đó. S này. F này. Chúng ta để phần âm cho cô. Đó. CH này. Sao ạ? X này. SHO, vậy thì mà nhớ thế thì làm sao mà nhớ được, dài như thế lòng thòng cái này sao mà nhớ được. Vậy mình sẽ phải ghép thêm một câu nào đó để chúng ta học mẹo dễ nhớ hơn. Chứ mà để mà CEKPT này thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ lẫn ngay đúng không? Vậy cô sẽ ghép thêm một câu này. Chị em Kim Phượng sẽ phải chạy xe SH. Được chưa ạ? Đó, học như vậy thì nó sẽ nhớ sẽ
thuộc mẹo nhanh hơn đấy. Chị em CE tức là chị em đúng không ạ? Tiếp. Kim. Đó. P, hai chữ này chữ P nhá, hot and hold đều là chữ P hết. Phượng. Sẽ. Phải. F đúng không ạ? Chạy. H chạy. Xe. Và từ cuối cùng đó là SH. Đấy. Được chưa? Chị em Kim Phượng sẽ phải chạy xe SH. Chị em Kim Phượng sẽ phải chạy xe SH. Okay. Chị em Kim Phượng sẽ phải chạy xe SH, tức là những từ có kết thúc là CE, K, P, S, F, có để phần âm chữ phải này, F âm, tức là sẽ nhận diện bằng mặt chữ viết thường là chữ GH như thế này, hoặc các bạn sẽ thấy cái chữ F ạ? Chạy xe SH. Ok, cô lại có một số ví dụ để hình dung ra cái phần mà chúng ta đang học. Giả sử như cô có từ sau cho hẳn một hàng riêng đi. Ok. Vậy thì cái từ này các bạn sẽ cho vào nhóm nào cho cô? At hay là t? Có ai có ý kiến không ạ? At or t? Hiện. Which verb does this word belong to? Từ này thuộc nhóm nào em? Hiện ơi. Hello. Thánh Ngọc. Từ này em cho vào nhóm nào? Rushed. Vì sao Thánh Ngọc nhỉ? Chưa biết nên em chưa biết là nó chưa âm. Ok, có chữ SH đúng không ạ? Trước ED có đuôi SH. Chị em Kim Phượng sẽ phải chạy xe SH. Bạn theo đúng câu đấy. Ghi vào vở để học thuộc cho cô. Phần này áp dụng lâu dài về sau. Ok, cho cái phần gọi là phần tìm từ có phát âm khác. Và nó sẽ theo các bạn đến tận khi thi đại học luôn đấy nhá. Và sau này luôn trong quá trình nói luôn đấy. Đó. Chúng ta sẽ làm bài tập liên quan đến cái phần tìm từ có phát âm khác liên quan đến đuôi ed và đuôi s đấy. Thì hôm nay cô hướng dẫn đuôi ed cho các bạn trước. Đó. Chị em Kim Phượng sẽ phải chạy xe SH thì tôi sẽ ăn vào. Được chưa? Ví dụ cô lại có một từ như sau. Ok. Từ này các bạn cho vào nhóm nào ạ? At or t? Phương Ngân. Which verb does this word belong to? Từ này thuộc nhóm nào em? At or t? Excited. Vì sao ạ? Bởi vì là trước cái âm ed có âm chi. Có chữ tờ, các bạn có thấy dễ không? Đã. Nếu như không học mẹo đúng không ạ? Không có ngữ, không chưa được hướng dẫn thì rất là khó cho các bạn. Không biết là cái nào vào ed, cái nào nào là cái nào là d. Nhưng khi đã được hướng dẫn rồi thì các bạn thấy là cô đã làm một cách đơn giản nhất để các bạn dễ hiểu, dễ nhớ rồi nhá. Vậy hy vọng các bạn là hợp tác ở nhà. Ok. Vậy chúng ta nhớ là những từ kết thúc là tiền đâu, td, được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ thì đuôi ed sẽ được phát âm là et. Còn những từ có kết thúc là chị em Kim Phượng sẽ phải chạy xe SH này thì chúng ta sẽ phát âm đuôi ed là t. Vậy khi nào chúng ta sẽ phát âm đuôi ed là d? Ví dụ begged, cried, cheered. Khi nào ạ? Có ai có ý kiến không? Các bạn thấy chữ g này, g có thuộc nhóm ật và nhóm t không các bạn?
Có thuộc không ạ? Không đúng không? Tiếp theo. Chữ y này có thuộc nhóm, có thuộc nhóm et và nhóm th cũng không, cũng không đúng không ạ? Chữ r này cũng vậy đúng không ạ? R, r không thuộc hai nhóm này. Vậy thì suy ra là tất cả những trường hợp còn lại ngoài hai trường hợp trên. Đó, tức là ngoài đuôi, là ngoài đuôi TD này, ngoài chị em Kim Phượng chạy sẽ phải chạy xe tham gia thì chúng ta sẽ phát âm là d. Còn lại, được chưa ạ? Là ghi chữ là còn lại, tức là trừ hai nhóm trên ra thì gọi là còn lại. Ok, trừ hai nhóm trên ra thì còn gọi là còn lại. Ví dụ, cô có từ này. Đó, lived, lived. Các bạn thấy là chữ v, chữ v này không thuộc hai nhóm trên đúng không nhỉ? Thì nó gọi là nó thuộc nhóm còn, còn lại, lived. Đồng ý chưa ạ? Tiếp theo, moved. Đó, cũng lại là chữ v tiếp đúng không ạ? Moved. Không thuộc hai nhóm trên thì chúng ta liệt kê vào nhóm còn, còn lại. Ok. Tương tự như vậy, cô có từ played. Played. Chữ y dài đúng không các bạn? Cũng không thuộc hai nhóm trên. Vậy mình liệt kê nó là còn lại. Có dễ nhá không cả lớp? Ánh Ngọc, có hiểu không em, có ổn không? Có ạ. Ok, vậy hy vọng là cô đã ra câu, đưa cho chúng ta công thức thì chúng ta cố gắng là về nhà học thuộc. Thế vì nó còn áp dụng rất nhiều từ từ năm lớp 6 này trở đi đấy. Chứ không phải là chỉ dùng mỗi năm nay đâu các bạn. Ok. Vậy những từ có kết thúc là đuôi ed khi được phát âm là ed khi nào Thùy An? Ed. Trước âm ED có chữ T với cả chữ D. Xác, ok, TD, tiền đâu, tờ đờ, đầu tiên tiền đâu, như vậy, được chưa? Khi nào thì đuôi ED sẽ được phát âm là khi nào? Đặng Vũ Dũng. Hello, Đặng Vũ Dũng. I'm here. Ok. Khi nào thì đuôi ed được phát âm là t? Dũng ơi. Dạ. Khi nào đuôi ed được phát âm là t? Những trường hợp là những từ kết thúc bằng đuôi nào em nhỉ? À, những trường hợp kết thúc bằng đuôi nào? E này, chị em này, Kim này, cô ghép thêm một câu cho các bạn dễ nhớ rồi đó. Chị em Kim Phượng sẽ phải chạy xe SH ạ. Ok, chị em Kim Phượng sẽ phải chạy xe SH. Vậy sao mình sẽ tưởng tượng ra chị em là chữ gì? Chị em là chữ CE được chưa? Kim là chữ K, Phượng là chữ P, sẽ là chữ S, phải là âm F nhé. Cô để trong dấu ngoặc trước tức là âm các bạn. Vậy thì âm thì thường thường âm F là nhận diện bằng mặt chữ viết ra chữ GH như thế này. Hoặc là các bạn sẽ nhìn thấy là chữ F nhá, sẽ phải chạy là chữ CH được chưa ạ? Xe là chữ X, SH là chữ SH. Đó. Đã thành một cái mẹ để cho các bạn nhớ rồi. Bây giờ chỉ còn gọi là chăm chỉ ở nhà nghiên cứu nữa thôi, học thuộc nữa thôi ạ. Rồi. Phát âm là D. Các trường hợp còn lại. Đồng ý chưa ạ? D, D. Còn lại, ví dụ begged, cried, cheered. Ok. Giang, listen and repeat please. Hello Giang. Dạ. Wanted. 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 Needed. 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 Handed. Handed. Expected. 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 Thank you. Duy Anh, listen and repeat, please. Hello. Are you there?
Duy Anh, Thảo Ngọc, Thảo Ngọc, Miu Miu chưa, rồi, chưa chưa chưa, Thùy Dương, ok, Thùy Dương, hello, Thùy Dương, đó. Listen and repeat, please. Sentenced. 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 Looked. 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 Hot. 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 Hoped. 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 Missed. Missed. Dương. Missed. Ánh Ngọc. Missed. Okay. Laughed. 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 Watched. Watched. Fixed. Fixed. Washed. 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 Okay. Thank you. Thiện. Please listen and repeat. Listen and follow me. Ready? Thiện. Đặng Vũ Dũng. Yes, I'm here. Bed. 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 Cried. 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 Cheered. 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 Lived. 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 Moved. 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 Played. 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 Ok, nhiệm vụ về nhà đó là chúng ta nghiên cứu cái phần tips các mẹ hôm nay cô hướng dẫn phát âm đi đi. Chúng ta sẽ quay nốt phần video cái trang cuối cùng nhé. Bài Tom Hanks. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang cái phần chương trình sách lớp 6 mới luôn. Cô sẽ giới thiệu chúng ta cái phần từ vựng, khá nhiều từ vựng các bạn nhé. Chúng ta chú ý là bắt đầu cấp 2 rồi. Thứ nhất là chúng ta sẽ làm việc nghiêm túc, bao gồm cả từ vựng cũng như là ngữ pháp. Đó. Và vốn từ cũng như là ngữ pháp sẽ nhiều hơn so với cấp 1 rất là nhiều. Vậy thì đầu tiên cô sẽ gây dựng cái từ vựng trước của bài liên quan đến bài số 1 này. Unit 1, my new school. Okay, look at my screen, please. Wait for me. Okay, here. Everybody, look at the screen. Unit 1. My new school. Đây chính là phần bài đầu tiên trong sách giáo khoa lớp 6 của chúng ta, đúng không các bạn? My new school. So look at here, we have how many words are there? 46. 46 words. Sorry. Cô có sách mới rồi à? Yeah, sure. Thế sao em chưa có? Sách mới có trên bản mềm các bạn, còn phần in thì vẫn đang ở bên nhà xuất bản nhá. Các bạn sẽ có sách khoảng 1-2 tuần nữa các bạn sẽ có sách. Cô đã có sẵn ở đây, cô đã có trên bản mềm rồi. Các bạn sẽ sắp có, ok, chuẩn bị tinh thần có sách. Thế cô sẽ xong buổi học, cô sẽ gửi cái phần này cho chúng ta. Đó. Và thực ra cô đã soạn sẵn trên link Quizlet cho chúng ta rồi. Các bạn chỉ việc là truy cập vào link và sau đó là các bạn check từ giao học thuộc, ok? Ready? Ready, ready. Okay, we have 46 words in this unit from 1 to 46. Ok,
Okay, your turn. Your duty, your task is to listen and repeat after me. Okay. Nhiệm vụ các bạn đó là nghe và nhắc lại theo cô. Cô sẽ mời ai, cô mời từng bạn một, chúng ta sẽ nghe và nhắc lại theo. Chúng ta có nhìn thấy trên cột thứ ba không? Pronunciation, phần phiên âm này này. Các bạn nhìn thấy không? Đây chính là các nguyên âm chúng ta đã được học á. Nhìn thấy không ạ? Các nguyên âm đơn đây này, ghép vào thành đây này. Activity. Nhìn vào đây đọc được từ chuẩn xác luôn mà không cần cô Loan phải hướng dẫn. Nếu như mình thuộc cái bảng phiên âm đó á. Activity. Đó. Đây này. Đây là âm R, R này, art, art, đúng không các bạn? Đó. Vậy thì mục đích cái giai đoạn mà giờ chúng ta học đó chính là để nghiên cứu cái bảng phiên âm này. Đó. Phục vụ cho các bạn đọc sau này. Ok, Khánh Ngọc, listen and repeat please. Ready? Yes. Number one, activity. 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 Yeah, two, art. 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 Ok, chúng ta lưu ý là cô nói rồi, âm R, âm chữ R trong tiếng Anh này là một âm rất mạnh. Bất kỳ vị trí nào có âm R này, đề nghị các bạn phát âm ra. Ví dụ, art. Thấy không? Art. Good. Backpack. 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 Hike. Boarding school. Boarding school. Board. Boarding Board. School. Boarding school. Or. Âm O dài đi em. Or. Board. Boarding school. Boarding school. That's right. Borrow. 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 Break time. Break time. Break time. Right time. Âm I, time. Nguyên âm đôi em ơi. Time. Time. Break time. Break time. Yep. Chalkboard. 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 Classmate. 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 Calculator. 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 Yep. Compass. 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 Creative. 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 Thank you. Who can read from number 1 to number 11? Put your hands up. Đỗ Minh. Đỗ Quang Minh. Hello, Quang Minh. Yeah. Hey, what's this? Activity. Activity. Next. Art. 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 Thank you. Next. Papa. Okay. Next. Boarding. Boarding school. Boarding school. Okay. Borrow. Borrow. Âm O này em này. Borrow. Nguyên âm đôi các bạn. Borrow. 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 That's six. Break time. Okay, break. Break time. Next. Seven. Chalkboard. Chalk. Chalkboard. Chalk là viên phấn. Board là cái bảng ghép hai từ này lại với nhau. Chalkboard. Chalkboard. Yep. Next. Classmate. 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 Mate. Classmate. Classmate. Next. Nine.
calculator. Okay, 10. Compass. 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 11. Creative. Creative. Okay, nếu bạn nào tinh mắt đang nhìn đây này. Creative. Creative. Đó, cái nâm đó. Thank you. Another, Thùy Dương. Hello, Thùy Dương. Thùy Dương, are you there? Okay, listen and repeat, please. Creative. 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 Diploma. 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 Equipment. 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 Excited. 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 Okay, mình có đuôi ed ở đây đúng không ạ? Tờ này. Excited. Excited. Folder. Thùy Dương. Folder. 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 Greenhouse. 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 Gym. 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 Healthy. 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 History. 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 Okay. Ink bottle. Ink bottle. Ink bottle. Ink bottle. Thank you. Who can read from number 10 to number 20? Phương Ngân. Yes. Yes. Compass. Creative. 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 Yep. Next. Yes. Diploma. 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 Next. Equipment. 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 Next. Excited. 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 Okay. Load. What is? Load. Folder. 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 Yep. Next. Greenhouse. Next. Gym. Okay. Healthy. Hey, healthy. Đưa lưỡi ra ngoài. Healthy. Healthy. Okay. History. 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 Next. Ink bottle. Ink bottle. Ink bottle. Bottle. Thank you. 21 to 30. 21. Thảo Ngọc. Thảo Ngọc. Hello. Thùy An. Ready? International. Okay, listen. International. 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 Năm âm tiết các bạn nhé. International. Pian. International. Good. Interview. 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 Judo. 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 Kindergarten. 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 Knock.
Knock. Knock. Knock. Neighborhood. 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 Notepad. Notepad. Note. Notepad. Notepad. Yep. Overseas. 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 Pencil sharpener. Pencil sharpener. 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 Pencil sharpener. Pencil sharpener. Physics. 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 Thank you. Another. We can read from 20 to 30. From number 20 to number 30, please. Hello, Duy Anh. Are you there? Duy Anh. Thảo Ngọc. Khánh Ngọc. Hello, Khánh Ngọc. What's this? Importer. Next. International. 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 Good. Interview. 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 Next. User. Okay. Kindergarten. 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 Okay. Knock. Neighborhood. 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 Okay. Deputy. Notepad. 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 Next. Overseas. 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 Next. Pencil sharpener. Okay. Facade. Physics. 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 Okay, thank you. Phương Ngân, listen and repeat, please. Ready? Yes. Playground. 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 Pocket money. Pocket money. Pocket money. Pocket money. Poem. 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 Private tutor. Tutor again. Private. 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 Tutor. Tutor. Private tutor. Private tutor. Pupil. 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 Student. 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 Quiet. 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 Remember. 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 Rubber. 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 School lunch. School lunch. School lunch. School lunch. School supply. School supply. School supply. Supply. Yep, thank you. Who can read the words from number 30 to number 40? Hiện, are you there? Hello? Thảo Ngọc. Đặng Vũ Dũng, hello.
Đặng Vũ Dũng, where are you? Thùy Dương. Thùy Dương, hello. Hi guys. Pay attention please. Thùy Dương, what's this? Physics. Physics. Next. Great world. This what? Pocket money. Pocket money. Next. Poem. Poem, okay. Private tutor. Private tutor. Private tutor. Private tutor. This is pupil. Pupil study. Students. Students. Yeah. This is quiet. 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 Rainbow. Cooper. Rubber. Rubber. Okay. School lunch. School lunch. School lunch. Next. School supply. School supply. School supply. Supply. Okay, thank you. From number 40 to 46. 40 to 46. Đỗ Minh, listen and repeat, please. Hi, Đỗ Minh. School supply. Okay, listen. 41. Science. 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 Yep. Share. 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 Surround. 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 Swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Textbook. 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 Uniform. 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 Hang up from number 40 to 46. School supplies. School supply. Supply. Yeah, supply. Supply. Okay. Sire. Science. 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 Next. Share. 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 Next. Surround. 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 Okay. Chúng ta để ý này, có những cái dấu phẩy ở trên đầu á, ở trên đầu các cái âm á. Vậy thì dấu phẩy ở vị trí nào thì mình nhấn mạnh ở chỗ đó thì chính là dấu trọng âm các bạn nhé. Ví dụ, cứ đọc là surround, mình nghe thấy từ round sẽ nhấn mạnh hơn so với âm s. Thế nên là trọng âm sẽ rơi vào chữ round, chúng ta để ý luôn phần trọng âm này luôn. Surround. Surround. Yep. Swimming pool. Okay. Textbook. Textbook. Good. Uniform. 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 Thank you. Okay, everybody. Let's read one more time from number 1 to number 46. Everybody, please turn your microphone on. Turn your microphone on. Cả lớp bật hết mic cho cô. Ready? Yes. 3, 2, 1. Number 1. 1. What's that? Activity. Hang on, good job. Activity. 2.
Art. Good. Three. Backpack. Backpack. Four. Floating school. Five. Barrel. 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 Six. Break pen. Seven. Chalkboard. Chalkboard. Eight. Nine. Calculator. 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 Ten. Compass. 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 11. 11. Three syllables. Ba âm tiếp các bạn. Creative. 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 12. Three syllables. Cũng có ba âm tiết. Diploma. 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 13. 13. 13. Three syllables. Ba âm tiết tiếp theo. Equipment. 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 Okay, 14. 14. 14, 14. Excited. 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 15. Folder. Folder, 16. Greenhouse. Greenhouse. Good. Pian nice. 17. Gym. 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 Healthy. 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 19. History. Wait, wait. Phương Ngân, what's it? 19. How do you pronounce this word? Listen, history. Có hai âm tiết thôi các bạn nhé. History. History. Nào mà đang đọc là history, với history sửa lại ngay lập tức. History. 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 Okay, 20. Ink bottle. Chị Dương, nice. Ink bottle. 21. Bottle. International. International. Thảo Ngọc, okay. 22. Interview. Good. 23. Everybody? Everyone? 23? Judo. 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 24. 24. Four syllables. Kindergarten. Kindergarten. 25. Knock. Knock. Yep. 26. Neighborhood. Neighborhood. PM. Yep. 27. 27. Notepad. 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 28. Overseas. 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 29. 30. Physics. Physics. Physics.
31. 32. Pocket money. Yeah, pocket money. Nice. 33. Poem. 34. Private tutor. What is it? Pupil. This is? Student. Student. Nice. 36. Quiet. 37. Good. Remember. 38. Rubber. 39. School lunch. Yeah. Pungan school lunch. 40. School supply. Yeah, school supply. 41. Science. 42. Fair. 43. Ground. 44. Beautiful. The end. Okay. 45. 45. Textbook. 46. Uniform. Okay. Thực ra phần này chúng ta không phải lo lắng gì hết vì cô đã soạn sẵn trên link Quizlet rồi. Chúng ta đã có hình ảnh và cũng như là âm thanh ở trong link Quizlet nhá. Chúng ta sẽ nhớ là chép từ ra và học thuộc cho cô làm bài trên link. Ok. Nhớ là nhiệm vụ hôm nay này, quay nốt cái phần video trang cuối cùng của sách pronunciation và phát âm của chúng ta đúng không ạ? Làm bài trên link Quizlet cô gửi phần từ vựng này. Tiếp theo nữa, đó là các bạn hãy chuẩn bị cho cô thì hiện tại đơn với động từ to be trước nhé. Thì hiện tại đơn với động từ to be trước, hôm sau chúng ta sẽ nghiên cứu thì hiện tại đơn với động từ to be, đồng ý chưa cả lớp? Yes. Ok. Và cô có thể cô sẽ gửi trước cho các bạn một số bài tập này. Đó, phần bài tập để chúng ta làm trước đi. Ta nghiên cứu trước. Sau đó là các bạn sẽ... Cô Lan ơi! Cô Lan mở trong Zalo ra có cái sâu cái bài ấy để gửi cho các bạn đi trước. Mở Zalo ra có cái bài chiêu đêm bột cô thử vừa gửi. Xong rồi tối cô thử sẽ gửi các file nghe cho. Ok. Bạn sẽ có chút để cô chỉnh xem nào. Hiện tại các bạn sẽ tạm thời các bạn sẽ dùng tạm là trên máy tính nhá. Cô sẽ gửi file qua nhóm Zalo, chúng ta sẽ đào về. Đó. Chắc khoảng tuần sau ta sẽ có sách thôi. Cố gắng cuối tuần này cô sẽ hoàn thành xong. Bên in họ sẽ in xong cho các bạn. Ok. Hey, trong này chúng ta có một